Bộ phim Finding Julia do Hà Phương, bà xã của tỷ phú Chính Chu sản xuất, đã có buổi ra mắt tại Los Angeles trong khuôn khổ liên hoan phim châu Á thế giới, The Asian World Film Festival. Đây là một trong những vinh dự dành cho ekip đoàn làm phim và Hà Phương khi mà Finding Julia là một trong ba bộ phim đặc biệt, không phải là tác phẩm điện ảnh dự thi được lựa chọn để trình chiếu với giới truyền thông Mỹ. Không chỉ ra mắt bộ phim Finding Julia tại Asian World Festival Film, Hà Phương còn đảm nhận vai trò giám khảo của liên hoan phim uy tín này. Cô đã không giấu nổi xúc động khi bộ phim đầu tay được ra mắt công chúng. Thay ngén đó là bao nhiêu năm nay rồi, bây giờ hôm nay được mình đẻ nó ra rồi đó. Khó khăn lớn nhất của Phương khi làm bộ phim là thứ nhất là mình nói tiếng Anh không có giỏi, nhưng mà mình phải đương đầu hết tất cả mọi thứ. Nhiều lúc Phương cảm giác giống như là mình đang ở trên một cái, mình đang bơi ở trên biển á, mình không biết đường nào để mình đi hết á. Và mình rất là mong là quý khán thính giả đón nhận cái bộ phim này, là một cái người đồng hành trong những giây phút ban đầu cho đến hôm nay là phim ra được, thì phải nói là cảm động đến có thể rơi nước mắt. Trong buổi ra mắt có sự xuất hiện của Richard Chamberlain, nam diễn viên Hollywood nổi tiếng với vai diễn linh mục Brad trong bộ phim Tiếng chim hót trong bụi mận gai. Ông đảm nhận vai thầy giáo trong phim Finding Julia. Hà Phương là một người tuyệt vời khi làm việc cùng. Cô ấy rất đáng yêu với những cảnh quay trong lớp học. Tôi rất vui khi được làm việc với đoàn làm phim và đây sẽ là những kỷ niệm tuyệt đẹp với tôi. Finding Julia là câu chuyện bi kịch về cô gái Julia từ lúc nhỏ đến khi trưởng thành. Julia có mẹ là một ngôi sao ca nhạc và điện ảnh Việt Nam. Tuy nhiên, sau cái chết của mẹ, cô chuyển đến New York sống cùng người cha triệu phú người Mỹ. Julia dấn thân vào ngành công nghiệp giải trí Mỹ, khó khăn và vô vàn thử thách bắt đầu đến với cô gái này. Finding Julia sau khi phát hành vào tháng 12 tại 3 thành phố ở Mỹ, thì bộ phim sẽ được công chiếu tại Việt Nam.